Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ pin sạc pin tiểu AA, bao gồm có 4 viên pin và một bộ sạc, có giá là 130.000 đồng mình mua trên Shopee, cộng thêm phí ship là tổng cộng là 154.000 đồng gửi về tới nhà nhé. Đây, bộ sản phẩm của mình mua là bộ combo 4 viên pin sạc AA tặng kèm sạc hãng Beston. Ở đây thì mình đã mở hộp sản phẩm ra rồi. Sản phẩm được đóng gói khá là cẩn thận. Hộp giấy của nó khá là vừa fit. Bộ sạc và bộ pin thì được đóng gói trong túi chống sốc, khá là cẩn thận. Đây, đây là sạc của hãng Beston nhé. Có 4 khe cắn pin, có đánh dấu rõ đầu âm dương nhé. Đấy. Và các thông số phía đằng sau bao gồm có nguồn điện vào, nguồn điện ra, toàn tiếng tàu thôi các bạn ạ. Này thì mình chịu rồi. Đấy. Còn đây là hộp 4 viên pin nhé, 4 pin pin tiểu AA, có dung lượng là 1200 mAh, hãng Beston. Đấy. Pin thì cũng được đánh dấu rõ đầu âm dương này khi các bạn gắn vào trong cái bộ sạc nhé. Ngoài ra thì ở trong hộp sản phẩm còn có kèm theo, đây là thẻ bảo hành này, thẻ bảo hành tính tàu thôi. Đấy. Sản phẩm thông tin về shop bán hàng này. Đấy. Thông tin shop bán thì có ghi rất là nội dung khá là vui. Sản phẩm được bảo hành 1 tháng, nếu mà bị lỗi hoặc không vừa ý, rất mong quý khách gọi số điện thoại để được bảo hành hoặc hoàn trả. Đừng vội vót 1 sao, tội shop. Đấy, nếu như các bạn mà có một sản phẩm trên shop này mà có gặp lỗi thì trong 1 tháng đầu tiên các bạn cứ liên hệ shop để đổi nhé. Mình thì mình ít khi đánh giá sản phẩm vội vàng á, dùng một thời gian xem thế nào đã. Còn đây là cái hướng dẫn sử dụng sạc này. Thì đây thì mình có đọc qua một chút thông tin hướng dẫn cách sạc này. Đây có các loại pin, đó là AA với các dung lượng khác nhau như là 1100 mAh, 1800 hay là 2500, tương ứng với thời gian sạc là 7 tiếng và 11 tiếng hoặc là 15 tiếng đấy, hay là 18 tiếng này. Thì trong cái hướng dẫn này mình lại không thấy có hướng dẫn về cho sạc cái pin dung lượng 1200 mAh. Thì mình cứ thử sạc theo cái pin dung lượng 1100 mAh xem như thế nào. Tuy nhiên thì pin mình mới nhận, mình cũng không biết là có sử dụng được ngay hay không. Mình lại làm video mở hộp cho các bạn xem luôn. Còn về cái sản phẩm này, sản phẩm giá rẻ này thì mình sẽ sử dụng, mình về mình sẽ test thử với cái bộ mic karaoke của mình, sạc đầy pin trước, sau đó test thử với bộ mic karaoke, thử xem là cái thời lượng pin nó có được lâu hay không. Bởi vì trong quá trình sử dụng thì mình thấy là đối với một đôi pin tiểu bình thường, một mic hát karaoke liên tục thì nó được khoảng từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Thì pin này nó lại tận 1200 mAh. Thì rất hy vọng là cái thời gian sử dụng sẽ được lâu hơn, và cái tuổi thọ pin mình có thể sạc được nhiều lần. Ở trong này thì sách hướng dẫn sử dụng thì không nói tới là cái bộ pin này có thể sạc được bao nhiêu lần. Đấy, thì mình cứ sử dụng xem thế nào. Rồi có trong quá trình sử dụng thì mình sẽ chia sẻ ở phía phần mô tả bên dưới của video hoặc là trong phần comment. Các bạn có thể đăng ký kênh theo dõi
xem lại video để theo dõi xem là cái sản phẩm này trong quá trình mình sử dụng nó sẽ như thế nào nhé. Nếu như mà phù hợp với nhu cầu các bạn có thể đặt mua về để sử dụng. Đối với những ai mà hay hát karaoke thì theo mình nghĩ pin sạc rất là tiện đấy. Bởi vì mình sử dụng pin tiểu nó nhanh hết mà lại rất là rác nhà nữa. Mấy hôm Tết mà mình hát có mấy hôm Tết thôi là đầy một cái hộp pin pin tiểu rồi. Đấy, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy hay hãy like và đăng ký kênh nhé. Và về cái thông tin trong quá trình sử dụng pin này mình sẽ chia sẻ ở phần mô tả hoặc là phần comment bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào.